phản ứng của Nam Hàn đối với việc Nhật giảm cấm vận Bắc Hàn, tin từ hãng Thành. Hôm nay, Nam Hàn kêu gọi Nhật Bản phải minh bạch trong việc giảm cấm vận đối với Bắc Hàn sau khi Pyongyang đồng ý mở lại cuộc điều tra về số phận những người Nhật bị Bắc Hàn bắt cóc trong các thập niên năm 1970 và năm 1980. Nhật sẽ bác bỏ việc cấm vận đi lại giữa Bắc Hàn và Nhật, bãi bỏ giới hạn gửi tiền cho thân nhân ở Bắc Hàn, cho phép tàu của Bắc Hàn cập bến vì tình trạng nhân đạo. Phát ngôn viên Non Quang Hiu của Bộ Ngoại giao Nam Hàn nói rằng, việc Nhật nhắc bỏ cấm vận đối với Bắc Hàn phải thực hiện một cách minh bạch, không vi phạm nền tảng cộng tác quốc tế đối với chương trình nguyên tử Bắc Hàn. Các nhà phân tích nói rằng, Nhật giảm cấm vận sẽ giúp Bắc Hàn nhận được một số tiền lớn của ngoại kiều ở Nhật gửi về mỗi năm, giúp cho nền kinh tế.